Ủa, Tâm Ý, ủa con làm gì ở đây mà sao con hốt hoảng vậy? Dạ, tại có một ông thầy cứ gặp con là bắt con giải cốc à. Hả? Cho nên, không có gì đâu chú. Mà chú ơi, phòng giáo viên ở đâu vậy chú? Cảm ơn con nha. Đúng là cái bộ hồ sơ cô đang cần rồi. Dạ, vậy con về nha cô. Ê, khoan đã. Dạ. Dạ. Con giữ tiền đi taxi về đi cho khỏe. Dạ không cần đâu cô, con đi xe buýt về cũng được mà. Con chào cô. Nè, đừng có cứng đầu nghe chưa. Đi về cẩn thận đó. Dạ, vậy con cảm ơn cô. Con chào cô. Tâm Ý, về cẩn thận nha. Dạ. Rồi bữa nào rảnh á thì dắt Tâm Anh qua nhà chú chơi nha. Dạ, con chào chú. Con về. Về cẩn thận. Dạ thầy. Tâm Ý, Tâm Ý, Tâm Ý, đứng lại Tâm Ý, Tâm Ý, lại thầy nói nghe nè Tâm Ý, Tâm Ý, Tâm Ý, cái loại cái gì mà gặp mình nó chạy dữ vậy ta? Không nhận nó chạy ghê thiệt, sức mình mà dí còn không lại nữa. Hắt hơi sổ mũi cảm ho, ít nhi dùng sớm con ngoan mẹ mừng. Dạ chào thầy. Mày ơi, lấy giùm mình cái bánh đi. Thật không thể nào tin được. Em đá cho bánh thầy ấy. Em đá cho bánh này đúng không? Ê, chạy chạy. Đứng lại. Ê. Em ơi, em. Dạ. Cái bé Tâm Ý gì mà hôm bữa chạy trốn chung với em á là bạn em đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Có gì không thầy? Chị ơi. Ủa, con mới về hả? Có người muốn tìm chị. Ủa, ai kiếm tôi vậy? Ơi, Tâm Ý, Tâm Ý, đứng lại, mẹ nói chị xem Tâm Ý, Tâm Ý. Hoàn cảnh của em tôi đã biết hết rồi. Bây giờ em có muốn đi học hay không? Dạ. Đi học hả thầy? Đúng như vậy. Tôi sẽ giúp em nhập học. Em là một học sinh có năng khiếu đặc biệt về thể thao. Năng khiếu đặc biệt là sao vậy thầy? Lần trước tôi tình cờ phát hiện ra em có khả năng xúc một quả bóng rất là căng. Tôi nghĩ em có tố chất về bóng đá. Bóng đá hả? Nhưng mà đó giờ em đâu có chơi bóng đá đâu. Chị yên tâm đi, mấy cái đó dễ lắm. Chị không biết em chỉ cái biết liền à. Đúng rồi đó. Hãy tin tôi một lần đi. Học xong tôi sẽ đưa em đi thi. Và tất nhiên là tôi sẽ có điều kiện rất tốt nếu em đồng ý. Điều kiện gì vậy thầy? Chỉ cần em đồng ý thôi đó, thì thầy sẽ lo tất cả tiền học phí cho em. Vừa đi học mà vừa có tiền học bổng nữa. Thầy sẽ lo em cái phần tiền học bổng luôn. Là em vừa đi học không đóng học phí. Cần gì phải đóng? Mà còn nhận học bổng nữa hả thầy? Chắc chắn có học bổng. Dạ. Không cần phải trả lời liền đâu. Khi nào đồng ý thì hãy gọi cho thầy. Thầy về trước đây. Không cần phải tiễn. Thầy về cẩn thận nha thầy. Em xin lỗi nha. Tại thầy ép quá cho nên là em mới. Nhưng mà em thấy cái lời đề nghị của thầy cũng tốt chứ bộ, đúng không? Tâm Anh. Hả? Chị nói cái này nè. Ừ, nghe chị. Nếu như mà chị đi học á, Tâm Anh thấy sao? Bộ chị tính đi học hả? Ừ, thì chị nói là nếu như thôi mà. Sao, được không? Tất nhiên là được rồi. Em ủng hộ chị hai tay luôn. Nhưng mà chị đi học á, thời gian chị làm việc, giờ học nữa, không có thời gian lo cho Tâm Anh. Em không sợ hả? Không sao đâu mà. Với lại á, em lớn rồi mà. Chị đi học đi, em sẽ giúp chị một tay. Chị biết rồi, chị cảm ơn nha.
Dạ. Bóng đá nữ. Ủa, cô nhớ là trường cô đâu có đội nào chơi đâu ta? Dạ, thầy thể dục nói là thầy ấy sắp lập đội rồi đó cô. À, cho nên là con muốn nhập học để chơi bóng đó hả? Dạ, nếu như mà cô cho phép thì con sẽ cố gắng sắp xếp giữa việc học với việc nhà để không bị ảnh hưởng. Đi học thì chắc chắn bị ảnh hưởng rồi, sao mà không bị được. Mày nhiều chuyện quá, lo đánh cờ đi. Dạ. Mà tâm ý, con mà đi học là tốt cho tương lai đó con. Dạ, con cảm ơn ông. Ê, mà nè, hình như cô nhớ á, học sinh thể dục đặc biệt thì phải có giấy chứng nhận thành tích nữa mà đúng không? Dạ, thầy nói là thầy sẽ lo chuyện đó cô. Thầy đó chỉ là giáo viên tạm thời thôi mà, không biết khi nào ông nghỉ việc nữa, ở đó mà đứng ra lo với liệu cho con. Không sao đâu, nếu như con muốn đi học thì cô ủng hộ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Đúng rồi đó Tâm Ý, em quyết định đồng ý là đúng rồi đó. Bởi vì đây là chỉ cơ hội duy nhất thôi, không có cơ hội thứ hai đâu. Và thầy sẽ lên sẵn một kế hoạch cho em, chỉ cần năm sau làm thi đấu được rồi. Ngày mai mình đi ăn đi, thầy sẽ nói cụ thể cho em biết. Mai muốn ăn gì? Thịt nướng nha. Dạ, em ăn cái gì cũng được hết đó thầy. Mai gặp. Thầy có tỉnh táo không vậy? Ôi, làm sao thầy? Trước giờ á, thể dục là một cái bộ môn chưa được duyệt để xét ngân sách cho cái trường hợp này. Vậy mà bây giờ thầy còn đòi thành lập đội bóng nữ nữa. Bộ thầy muốn cả cái phòng giáo viên này bị vũ diệt luôn hết hay sao? Vậy sao thầy không thành lập cái đội đua xe tại sân trường luôn đi? Dạ thầy, ý em đâu phải vậy thầy. Em chỉ xin thầy hãy cho em một cơ hội thôi. Em hứa em sẽ mang vinh quang gì cho thầy và vinh quang gì cho cả trường của chúng ta thầy ạ. Thầy phải tin em. Hôm nay các em là thành viên của đội bóng đá nữ của trường. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại này không ai để ý tới các em hết, nhưng mà trong vòng một năm nữa thầy sẽ biến các em thành những vận động viên xuất sắc nhất toàn quốc. Các em hiểu rõ chưa? Dạ. Em có ý kiến gì? Thưa thầy, nếu như không biết về luật bóng đá có được không vậy thầy? Không vấn đề gì cả. Có ai sinh ra mà đã biết đá bóng bao giờ chưa? Cái gì cũng phải tập, cái gì cũng phải trau dồi. Và thầy sẽ rèn luyện các em. Quan trọng là các em phải siêng năng. Thầy ơi. Sao? Thầy ơi, em bị cận lúc nào cũng đeo mắt kiến gì có được không thầy? Không vấn đề gì cả, chỉ cần em nhìn thấy mặt của thầy là đủ rồi. Em nhìn thấy thầy là em chết liền luôn á. Cũng không vấn đề gì cả, chỉ cần các em siêng năng là được. Trước khi vào tập thì thầy có một chuyện muốn nói cho các em biết. Là cái vấn đề mà học bổng hôm trước thầy nói với các em tạm thời chưa được duyệt. Tất cả bình tĩnh, chỉ là tạm thời thôi. Thầy đang cố gắng để thuyết phục thầy hiệu trưởng và chắc chắn thầy sẽ làm được điều đó. Rồi bây giờ tất cả thay đồ chúng ta tập luyện. Cho chàng pháo tay coi nào. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, tích cực lên, cố gắng lên. Tập thể lực, tập bóng đá thì cũng phải tập dưỡng sinh. Mạnh mẽ lên. Đúng rồi đó Tâm Ý, tốt lên. Phải như vậy chứ. Tất cả các em hãy noi gương Tâm Ý và tập theo. Cố gắng lên nào. Duỗi thẳng người ra. Thẳng người ra, gập lên. Đúng rồi, tốt, cố lên, cố lên. Chạy đi, liên tục, cố lên. Rồi được rồi. Tất cả làm tốt lắm. Thầy ơi, vậy giờ mình về nhà hả thầy? Đúng rồi, tất cả về nhà ăn cơm đi các em. Ủa, sao về nhà ăn cơm hả thầy? Đúng rồi, tại vì tôi chỉ hứa là lo cái phần sinh học bổng thôi. Còn cái phần cơm gì đó là tôi đâu có hứa đâu. Ủa thầy ơi, không phải thầy hứa dẫn cái đội mình đi ăn hả thầy? À, tụi em mình đói từ sáng đến giờ luôn thầy ơi. Ủa, tôi có hứa dẫn đi ăn hả? Có thầy. Chết cha, cái này tôi quên báo cho các em biết. Sẽ không có cái phần ăn nào hết á. Thôi các em cố gắng về nhà ăn cơm nha. Thôi. Ủa thầy ơi, sao kỳ vậy? Vậy nha. Thầy ơi, sao kỳ quá thầy. Thầy ơi, thầy kỳ quá. Mấy giờ chị? Mới có 5 giờ rưỡi rồi ạ. Sao chị về sớm mấy giờ?
Thì chị muốn đi học thì phải dậy sớm làm việc chứ. Em ngủ tiếp đi nha. Ngủ dậy nhớ xếp mền nha. Dạ. Con thức sớm vậy? Dạ. Mà sao bữa nay chú đi làm sớm vậy? À, hôm nay chú có ca phẫu thuật gấp. Dạ. À, hay là chú uống sữa cho ấm bụng nha, để con đi pha sữa cho chú. Thôi khỏi, không cần đâu. À mà nè. Dạ. Nghe nói là con sắp đi học lại hả? Dạ. Bộ con thích chơi thể thao hả? Dạ, thiệt ra là con không có thích lắm, nhưng mà tại được đi học cho nên là. Nghe chú nói nè, thật ra con không cần phải ép mình đâu. Nếu như mình thích thì mình làm, không thích thì thôi. Với lại chú nghĩ chú không quyền xen vào tương lai của con. Nhưng mà chú nghĩ là con thích đi học hơn đúng không? Cho nên con thích làm gì thì con cứ làm thôi. Với lại con có thể tự học rồi thi đại học được mà. Suy nghĩ cho kỹ nha, đừng để uổng phí tương lai. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn chú. Hôm qua chị luyện tập có tốt không? Được học chung trường với nhau nên em vui lắm. Cái quạt này em được tặng đó, giờ tặng lại cho chị nè. Khi nào tập mệt quá thì có thể dùng lúc nghỉ ngơi. Tập trung đủ chưa? Dạ đủ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thể lực. Thầy ơi thầy. Chuyện gì? Thầy ơi, tuần này em và bạn này nhập học đúng không thầy? Nhập học hả? Cái chuyện nhập học thì nếu mà nhập học liền thì chắc hơi khó. Sao vậy thầy? Thầy nói tuần này tụi em được học mà. Tại vì nó phát sinh một số vấn đề nhỏ, nó trục trặc chút xíu thôi. Nhưng mà các em đừng lo, thầy sẽ hối thúc thầy hiệu trưởng sẽ nhanh giải quyết vụ này thôi. Bây giờ chúng ta cứ tập trung tập luyện trước đi. Tất cả giơ tay ra ngang nào. Thầy làm gì vậy? Mạnh mẽ lên. Tinh thần đâu? Tất cả tập trung. Tập trung lên, cố gắng lăn lên. Lăn nhanh lên, lăn nhanh lên, lăn. Em ơi em làm cái gì mà lăn chậm vậy? Dạ em bị cống đựng thầy ơi. Ôi lăn ngược lại, tất cả lăn ngược lại. Nhanh lên nào, cố gắng mạnh mẽ lên. Tiếp tục, lăn đi, lăn đi. Ủa, cái gì kỳ vậy? Tụi tôi đang tập ở trong, tự nhiên đuổi tụi tôi ra là sao? Xin lỗi anh, đây là lệnh của thầy hiệu trưởng. Xin lỗi anh nhá. Các em cứ bình tĩnh đi, đợi thầy xíu. Không thể nào cũng vậy được. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Thầy ơi, vậy là mình bị đuổi thiệt hả thầy? Các em bình tĩnh đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các em. Chúng ta bị đuổi thiệt rồi các em ạ. Nhưng mà không sao, mới chỉ có một chút khó khăn thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ vượt qua được. Các em phải tin thầy. Phía sau trường còn cái sân đúng không? Còn sân đúng không? Tất cả đi ra ngoài đó tập. Đi ra ngoài đó tập chứ này. Phải mạnh mẽ lên. Phải vượt qua tất cả và chứng minh cho mấy người kia thấy. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ thầy ơi. Ủa, thầy hiệu trưởng cho tôi tập lại anh. Xin lỗi thầy, cho tôi đóng cửa. Hai một hai một hai, nhìn lên. Một hai một hai một hai một hai, tốc độ lên nào. Một hai một hai một hai một hai, đứng lại. Đợi đây xíu.
Alo, em nghe thầy ơi. Bây giờ luôn hả thầy? Dạ em biết rồi thầy. À các em à, bây giờ thầy sẽ lên phòng thầy hiệu trưởng để gặp thầy và đưa ra quyết định cuối cùng về chuyện của các em. Tâm ý à, em điều động cho các bạn tập ở đây nha. Đợi thầy, thầy về liền. Tự nhiên bắt cầm cây có liền mà nó không đá không giờ. Tất cả chú ý. Chạy lùi, chạy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Các hai. Em ơi. Ủa, giảm thầy mà. Các em. Thầy đâu rồi ta? Thầy lên đâu vậy? Ủa? Thầy ở trên đây nè. Ủa, thầy. Thầy có chuyện muốn nói với các em. Ủa thầy ơi, sao thầy không xuống đây nói thầy? À, xuống dưới mất thời gian lắm. Thầy đứng đây nói cho tiện. Các em phải hết sức bình tĩnh để đón nhận cái tin sét đánh này nha. Thầy chỉ là giáo viên hợp đồng thôi. Và nhà trường thấy thầy lộn xộn quá nên đã cắt hợp đồng của thầy. Chính vì vậy kể từ ngày hôm nay, thầy xin tuyên bố giải tán đội bóng nữ. Đừng có hả hả nữa, bây giờ giải tán đi. Có gì thầy sẽ liên hệ sau nha. Quyết định vậy đi, giải tán. À các em à, thầy còn một chuyện muốn nói với các em nữa. Các em nhớ gom tiền đồng phục trả lại cho thầy nha. Thầy sẽ nhắn số tài khoản qua điện thoại của các em. Nhớ là chuyển trước thứ năm nha, tại thầy đang kẹt. Vậy nha, giải tán. À quên nữa, quên nữa. À không, cái này riêng Tâm Ý thôi. Tâm Ý à, nhất định sẽ có một ngày thầy sẽ đến đây và đưa em đi. Em phải tin thầy và đợi thầy. Tất cả giải tán. Chạy. Ủa, sao hôm nay chị không ra sân tập? Chị đâu vậy? À, tôi tập ở sân sau á. Sân sau? Nóng gì ra sân sau làm gì? Đâu, đâu có nóng đâu. Đó cái này nè. Dạ. À mà đội bóng nữ giải tán rồi. Hả? Sao vậy chị? Năm sau chị nhập học chính thức nha. Tôi cũng chưa biết nữa. Chưa biết gì, chắc chắn sẽ phải như vậy rồi. Chị phải học chung với em chứ. Ừ. Để tôi tính coi sao. Mà thôi tôi về nấu cơm nha. Trời cũng trễ rồi. Thì để em cho chị quá vậy. Vậy cậu chạy nhanh nhanh nha. Vậy chị nhớ ôm cho chặt á. Sao cậu chạy nhanh quá vậy?